Vâng ạ, xin chào anh chị nhà đầu tư đến với chương trình Nhịp đập thị trường của VnDirect. Chương trình của chúng tôi được thực hiện vào thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ từ 16 đến 17 giờ hàng ngày. Như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ gồm có 3 phần chính. Phần đầu tiên là phần sẽ điểm qua về cái diễn biến giao dịch của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Phần tiếp theo thì các chuyên gia sẽ chia sẻ về góc nhìn về thị trường cũng như là các nhóm cổ phiếu, nhóm ngành tiêu biểu trong phiên giao dịch ngày hôm nay, và cùng là phần Q&A là phần sẽ các chuyên gia hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của anh chị về thị trường và cổ phiếu. Thì trước khi bắt đầu chương trình thì Linh xin phép được giới thiệu đến anh chị các khóa học về giao dịch chứng khoán của VnDirect. Thì nếu anh chị mà đang gặp vấn đề trong việc xác định cái thời điểm thị trường, hay anh chị gặp vấn đề trong việc lựa chọn cổ phiếu, lựa chọn thời điểm mua vào, thời điểm bán ra, thì anh chị có thể tham khảo các khóa học đi gâu la bàn giao dịch chứng khoán, giao dịch chuyên nghiệp chứng chỉ liền tay của VnDirect. Thì VnDirect thường xuyên tổ chức các khóa học về giao dịch chứng khoán để có thể hỗ trợ anh chị trong quá trình anh chị xây dựng những cái phương pháp, xây dựng kỹ năng khi mà chúng ta tham gia vào thị trường chứng khoán. Và để mà tìm hiểu rõ hơn về cái chương trình này thì anh chị có thể liên hệ với các bạn chuyên viên quản lý tài khoản của anh chị để biết thông tin, và Linh sẽ gửi lại cho cái đường link khóa học này trong phần chat thì anh chị có thể tham khảo chi tiết trong phần đó. Và để đảm bảo rằng cái chất lượng không ảnh hưởng đến các anh chị khác khi tham gia chương trình thì anh chị vui lòng tắt mic trong quá trình chương trình diễn ra. Và tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Linh, tôi là chuyên gia của Trung tâm Tư vấn Đầu tư và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Thì có anh Nguyễn Trung Du, hiện anh Du là chuyên gia chiến lược giao dịch và anh Du đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, và hy vọng rằng những cái chia sẻ của anh trong chương trình ngày hôm nay sẽ hỗ trợ anh chị trong quá trình anh chị giao dịch trên thị trường. Và ngay từ bây giờ anh chị có thể để lại cái câu hỏi của mình trong phần chat, thì tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp các câu hỏi ạ. Linh xin phép bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Thị trường trong phiên dịch ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy rằng là chỉ số VN-Index giao dịch gọi khá là giằng co trong cái phiên giao dịch buổi sáng hôm nay, và có cái thời điểm mà chỉ số đã bị bán giảm điểm trở lại trong lúc 10 giờ và 11 giờ sáng. Tuy nhiên sau đó thì đầu phiên buổi chiều lực cầu đã vào thị trường khá tốt và đẩy chỉ số lên tăng khá tốt trong các phiên dịch buổi chiều. Chỉ số VN30 thì không được tích cực bằng khi mà chúng ta thấy rằng là chỉ số này chỉ duy trì được sắc xanh trong phần rất nhỏ trong phiên dịch buổi sáng, còn hầu như trong phiên dịch buổi sáng và trong nửa đầu phiên dịch buổi chiều chỉ số này luôn luôn giao dịch ở mức giảm điểm, và chỉ có thời điểm 14 giờ là chỉ số này xanh nhẹ một chút. Tuy nhiên thì sau đó lực bán xuất hiện và khiến chỉ số đóng cửa trong cái sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Nhìn về các nhóm cổ phiếu dẫn dắt trên thị trường trong phiên giao dịch hôm nay, chúng ta thấy rằng là cổ phiếu Pelix là cổ phiếu mà hôm nay đóng góp vào chỉ số 1,2 điểm. Pelix đóng cửa trần trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì GAS, GVR hay Đích Tộc cũng là những cổ phiếu mà đóng góp vào đà tăng của chỉ số 0,5 điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại thì Hòa Phát là một cổ phiếu khiến chỉ số giảm điểm nhiều nhất trong phiên ngày hôm nay, khiến cho chỉ số index giảm hơn gần 1,4 phần điểm trong phiên ngày hôm nay. Bên cạnh đó là các cổ phiếu ngân hàng như là Công Thương, Techcombank, BKMX hay là Vinhome cũng là những cổ phiếu mà khiến chỉ số VN-Index giảm 0,5 điểm trong phiên ngày hôm nay. Nhìn về thanh khoản của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì thanh khoản anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình là thanh khoản phiên giao dịch ngày hôm nay là màu cam, còn ngày hôm qua là màu xám. Thì chúng ta thấy rằng là cái giá trị giao dịch, cái thanh khoản trong phiên giao dịch ngày hôm nay cũng khá là tương đồng với phiên dịch ngày hôm qua, khi mà giá trị giao dịch ngày hôm nay thì khoảng tầm 28 nghìn tỷ trên HOSE. Nhìn về độ rộng thị trường thì chúng ta cũng thấy là phần nào cái sự phần là sự khác biệt giữa chỉ số VN-Index và chỉ số VN30 trong phiên dịch ngày hôm nay. Thì mở cửa ở phiên dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là số lượng các cổ phiếu tăng, số lượng các cổ phiếu giảm dần, số lượng các cổ phiếu giảm giá tăng dần trong trong nửa đầu phiên dịch buổi sáng, và tiếp tục duy trì cái số lượng cổ phiếu giảm điểm khoảng 50% trong hết phiên dịch buổi sáng. Và sang phiên dịch đầu phiên dịch buổi chiều thì lực cầu đã vào thị trường và khiến cho cái số lượng cổ phiếu tăng giá tăng dần lên có thời điểm đạt trên 50% và duy trì đến cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch thì có đến hơn 51% số lượng cổ phiếu tăng giá và có 38% số lượng cổ phiếu giảm giá. Nhìn về
Nhìn về giao dịch của khối ngoại, anh chị thấy là khối ngoại ngày hôm nay tiếp tục bán ròng hơn 800 tỷ trong phiên giao dịch hôm nay. Giá trị về giá trị thì lớn hơn rất nhiều so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Phiên giao dịch hôm qua thì nước ngoại bán ròng khoảng tầm 85 tỷ, thì hôm nay nước ngoại bán ròng hơn 800 tỷ trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Về top cổ phiếu nước ngoài mua ròng thì chúng ta có thể thấy là Masan này, rồi Khang Điền hay Phước Hòa là những cổ phiếu mà có cái giá trị mua ròng. Tuy nhiên thì giá trị này khá là nhỏ, chỉ khoảng mấy chục hơn chục tỷ, mấy chục tỷ. Còn ở chiều ngược lại, chiều bán ròng thì chúng ta thấy PAN hôm nay là có nước ngoài bán ròng hơn 300 tỷ. Tiếp theo đó là Hòa Phát, rồi Vietjet, Nam Long hay Vinamilk là những cổ phiếu mà cũng đứng đầu cái top bán ròng ở nước ngoài trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Nhìn về diễn biến thị trường thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, chúng ta thấy rằng chỉ số VN-Index giao dịch tích cực rất nhiều so với chỉ số VN30 trong phiên dịch ngày hôm nay, khi mà có thời điểm mà chỉ số VN30 tăng rất mạnh trong cái phiên giao dịch đầu chiều. Còn cái chỉ số VN30 của chúng ta chỉ hồi phục rất nhỏ. Nhìn về cái độ rộng thị trường của nhóm chỉ số VN-Index thì ta cũng nhìn thấy cái sự tích cực khi có đến 258 mã cổ phiếu tăng giá, trong đó có 43 mã cổ phiếu trần và 194 mã cổ phiếu giảm giá. Ở chiều ngược lại thì nhìn sang chỉ số VN30 chúng ta thấy rằng cái sự giằng co khá 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 rõ ở nhóm này, khi mà có đến 13 mã tăng, 13 mã giảm và 4 mã tham chiếu. Nhìn về các nhóm ngành trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục là duy trì được cái tín hiệu cũng tích cực cho phiên ngày hôm nay. Còn nhóm cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta thấy có cái sự phân hóa khá là rõ. Trong đó thì những cổ phiếu mà chúng ta kỳ vọng trong cái nhịp đầu đầu tháng 11 như là Techcombank hay là VPBank, hai cổ phiếu mà giảm khá mạnh trong 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 phiên giao dịch ngày và chúng ta nhìn thấy nhóm cổ phiếu dầu khí, trong đó có Pelex, rồi Gas, cũng PVS, PVD cũng khá tích cực trong trong phiên ngày hôm nay. Các nhóm cổ phiếu liên quan đến thực phẩm như là thủy sản, rồi nông nghiệp hay là thực phẩm như là các cổ phiếu PAN này, rồi Dabaco đều cũng có tích cực, khá tích cực trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Nhóm cổ phiếu ngành thép thì chúng ta thấy Hòa Phát, nhưng Hòa Phát hôm nay tiếp tục duy trì cái tín hiệu nó khá là tiêu cực ở cổ phiếu Hòa Phát. Chúng ta sẽ nhìn cùng nhìn qua về cái đồ thị qua của cả của nhóm cổ phiếu này. Hòa Phát khi hôm nay chúng ta thấy rằng là hầu như các cổ phiếu nhóm thép như Hòa Phát này, chúng ta thấy một cái nến giảm điểm khối lượng khá là lớn, các trạng thái tiêu cực hơn như Hoa Sen. Hoa Sen thì cũng thế, Hoa Sen hôm nay cũng giảm hơn 2,5%, khối lượng khá là lớn. Nam Kim cũng là một cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay, giảm đến 3,4%. Còn các cổ phiếu khác thì những các cổ phiếu như nhóm chứng khoán như SSI, VND thì cũng duy trì được cái tín hiệu gọi là xanh nhẹ trong phiên ngày hôm nay. Trong đó thì có cái trường hợp của Techcombank là cái trường hợp mà trước đó chúng ta kỳ vọng rằng cổ phiếu là nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ sớm trở lại sau cái phiên tích cực ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên thì nhìn về Techcombank hôm nay, Techcombank gần như đã xóa hết cái phiên tăng ngày 3 tháng 11, với một cái nến mà đóng cửa giảm, mặc dù giảm chỉ hơn 1,1% thôi. Tuy nhiên thì nhìn về cái diễn biến thì gần như đã xóa hết cái đà tăng của phiên giao dịch ngày 3 tháng 11. Pelex hôm nay là một trường hợp mà đóng cửa ở mức giá trần trong phiên hôm nay, rất là tích cực, đúng không ạ? Tóm lại nhìn về thị trường sau phiên dịch hôm nay thì chỉ số VN-Index chúng ta đóng cửa một cái nến doji trong phiên ngày hôm nay là tăng nhẹ, và cái thanh khoản tiếp tục duy trì ở trên mức trung bình của 20 phiên. Còn chỉ số VN30 thì không được tích cực bằng, khi chúng ta thấy VN30 là hôm nay là cây nến giảm thứ hai, khối lượng giao dịch cũng tiếp tục duy trì ở mức trên trung bình của 20 phiên, và cổ phiếu nhóm chỉ số VN30 đang quay lại test cái vùng quanh 1.515 điểm, chính là cái vùng mà trước đó cổ phiếu đã vượt qua. Linh vừa chia sẻ về cái diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay. Anh Du, anh có thể chia sẻ về thêm một chút với anh chị nhà đầu tư về góc nhìn của anh về thị trường cũng như là cái nhóm cổ phiếu tiêu biểu trong phiên ngày hôm nay không ạ? Xin được chào tất cả các anh chị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại các anh chị. Du xin phép đưa ra cái quan điểm mình về biến trường và xu hướng trường. Về quan điểm về xu hướng thị trường thì mình vẫn giữ nguyên quan điểm như đợt tháng 9 thôi, là đấy thị trường hơn 1.300 điểm, mình kỳ vọng là lên 125.130 điểm vào thời điểm cuối năm đó. Hiện tại xu hướng thì nó cũng không có gì thay đổi cả,
hướng những thay đổi phải có những phiên gãy đổ rất là mạnh. Diễn biến vào một hai phiên gần đây thì nếu mà nhìn thì nó là điều chỉnh rất là bình thường, mức giảm nhẹ và nó vẫn duy trì được mức độ phân hóa 50-50, tức là một nửa cũng tăng một nửa giảm. Với dân chiết định thì chỉ cần thị trường duy trì mức độ phân hóa từ 4% trở lên thì đã là tích cực rồi. Nếu mà trong quá trình chỉnh, còn hiện tại thì thế là tích cực hơn là mọi người lo ngại. Mặc dù bơi riêng các công ty khoán thì bên cũng cho rằng đang rất là căng và sức mua nhiều mã thì cũng còn nhiều, nhưng mà mình thấy trường nhìn chung thì vẫn rất tích cực nếu mà nhìn theo nhóm mid cap. Còn nhóm blue chip thì thực sự rất là đuối, nhóm ngân hàng rất là đuối. Và trao đổi với anh chị trong những buổi trao đổi gần đây nhất hay là tuần trước thì cũng là nếu mà có một nhịp điều chỉnh nó có về lại 1425 về lại kênh giá thì đó là hoàn toàn bình thường. Và hiện tại thì chỉ số nó đang đà đi lên, nó vẫn chưa có gì xấu cả. Mình cứ yên tâm mà nắm giữ cổ phiếu mạnh thôi. Những cổ phiếu yếu thì tất nhiên là mọi người phải tập trung để mà hạn chế giảm bớt đi. Tại vì giữ nhiều cổ phiếu yếu trong tài khoản chắc chắn mọi người sẽ áp lực và mọi người sẽ nôn nóng. Những cổ phiếu giữ lại nên là những cổ phiếu mạnh, và những cổ phiếu nếu mà bán ra nên là những cổ phiếu yếu. Nếu mà nhìn theo góc độ phân hóa thì cái cơ hội trên trường còn rất là nhiều, là rất nhiều cổ phiếu mới bắt đầu lên, có nhiều cổ phiếu thì đã tăng rất là nóng rồi thì khó để người tham gia, nhưng vẫn có nhiều cơ hội mới bắt đầu lên, mọi người có thể cân nhắc tham gia được. Mình tránh tham gia những nhóm cổ phiếu đang yếu đó, đi ngược thị trường, ví dụ nhóm ngân hàng là nhóm yếu này, hai nhóm cổ phiếu sắt thép thì đều là những cổ phiếu mà nó diễn biến rất là tệ trong vài tuần gần đây. Trong một cái xuống tăng ấy, người mua cổ phiếu mà nó không tăng là người đã thấy áp lực rồi, mua xong một tuần hai tuần không tăng đã khá áp lực, nhưng nếu mua xong mà nó còn giảm thì sẽ rất ức chế. Cả thị trường rất nhiều thứ đang tăng rất là mạnh, đặc biệt là những cổ phiếu ngành bất động sản, ngành xây lắp, những cổ phiếu ngành dầu khí này tăng rất là tốt. Đấy là ba nhóm ngành này tăng tốt. Và nhóm ngành chứng khoán thì xuống rất là tăng, ngành chứng khoán thì dẫn dắt bởi VND thì rất là đẹp, xấu cả có điều chỉnh một hai phiên thì cán dự nghĩ là bình thường, nó vẫn là tăng. Nhóm ngành xây lắp ở đây tăng rất là tốt, nhiều cổ phiếu tăng trần, HBC, Vecon, rồi những cổ phiếu cũng khá nặng nề như HP cũng tăng giá tốt hai phiên nay và nó đang tạo thành mức new high, giá mới, tăng mới. Còn dầu khí hôm nay tăng rất là tốt, nhất là những cổ phiếu ngành khí, đấy có PVG và PGS và hàng phiếu tăng rất là tốt. Trường hợp của gas thì tăng hơi chậm một chút. Còn trường hợp của Pelex thì là liên quan đến phân phối xăng dầu và lẻ xăng dầu đang tăng trần. Giá Pelex là trường hợp mà nó đã đi ngang trong cả năm nay rồi, trong cái biên độ rất là hẹp và có chứ. Cú tăng trần hôm nay và nếu nó tăng tiếp phiên nữa thì nó sẽ mở ra cơ hội tinh mực, đây nó vào cái tăng mới. Còn ngành thực phẩm thì đã du thấy là PAM là cái trường hợp mà nó tăng tích cực nhất và trường hợp này cũng đã được cân đối tư ngày hôm qua ở trên bảng giá của VN-Index thì anh chị có thể tham khảo cái cổ phiếu mà cũng qua những cái thay đổi lớn của cổ đông. PAN thì hôm qua trung tâm tư vấn đầu tư có khuyến nghị 34.6 với kỳ vọng cùng 45. Mình đặt cái mức cơ lỗ là nếu mà vỡ 31 có vẻ đang rất là thuận lợi, số mà nó đã vượt cái đỉnh 36 năm nay rồi, nó chỉ còn kháng cự 45 của năm 2017 thôi. Từ đây đến lúc đấy chúng ta sẽ quan sát cái xung lực của nó để đánh giá xem có vượt cái đỉnh 45 hay không. Hiện tại chúng ta cứ tạm chốt nhau cái kỳ vọng của 45, có lẽ tuần sau nó sẽ chạm được đấy thôi. Thì nhìn chung thì cái như thế là không có gì xấu với thị trường cả, chẳng qua xấu là trong mắt người nhìn thôi, là mình đang cầm thế nào thôi. Những người cầm những cổ phiếu nó đang bị gạch, nó đang đi xuống, nhất là nhóm ngành thép là những cổ phiếu mà từ tuần trước cái như đã cảnh báo mọi người là nó đang rất là tiêu cực qua mặt bằng chung thị trường được. Những cái cổ phiếu nó đang rất là tệ và người quan sát thấy là cái cách người ta phân phối nó rất là rõ nét, những cái tăng cái lượng rất là nhỏ, giảm rất là lớn, là người ta mua đỡ ở những cái phiên tăng với tiền rất là ít và người ta bán ra nhiều hơn. Đấy là cái quá trình phân phối nhìn khá rõ và mình là cái xác suất để những cổ phiếu này sau này được để được thấp và đợi lúc đó nó sẽ các sóng hồi thôi. Quan điểm của Du thì mình nghĩ là thị trường nó đang tích cực thôi, nhưng mà có cái điều hơi đáng tiếc là blue chip thì nó hơi yếu. Còn nếu mà cái sự đi lên mà nó có nhiều blue chip nó ủng hộ hơn, yên tâm hơn, còn sau này cũng
khó để đánh giá xem là nếu mà dòng tiền nó chốt lời nhóm mid cap nó có quay lại ở nhóm ngân hàng để nó tạo một sóng mới hay không thì cái đấy phải quan sát. Còn Cazoo thì hiện tại mình nhìn thì thấy là có vẻ dòng tiền nó không quan tâm đến nhóm ngân hàng, thậm chí nó đang bị rút từ nhóm ngân hàng sang nhóm bất động sản. Nhất là quan sát cái diễn biến từ hôm mùng 3 tháng 11 đến nay, những cổ phiếu ngành ngân hàng rồi nó rất là mạnh. Rồi sau đấy T4 T5 về lại cái cắt lỗ thì nó cho thấy là cái phiên đấy thì có thể là cái dòng tiền chuyển từ ngân hàng sang bất động sản và các cái ngành nghề khác có vẻ nó rõ nét hơn là cái tin là các ngành bất động sản hay là xây lắp hay là các cái mã đã tăng nóng thì chốt lời chuyển sang ngân hàng. Thì quan điểm của Du là tính chung lại mình vẫn đánh giá thị trường rất là tích cực, mặc dù nó có hàm chứa một vài cái rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn thôi, còn định vọng 1525 530 từ nay đến hết tháng 12 dương lịch trao đổi các anh chị từ từ thời điểm tháng 9 thì quan trọng nhất là mình quản trị danh mục thôi, làm sao để giữ nhiều cổ phiếu mạnh nhất và hạn chế những cổ phiếu yếu. Và trong giai đoạn thị trường nó đang nóng như này thì quan điểm của tôi vẫn duy trì quan điểm là hơi thận trọng một chút trong cái việc cơ cấu danh mục, tức là khi anh chị bán đi hai phần anh chị có lại một phần thôi thì mình giảm dần cái tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản và mình nâng cái tỷ trọng phòng tiền mặt lên phòng những cái rủi ro có thể bất ngờ điều chỉnh trong trong tuần này hoặc tuần tới. Tại vì cái diễn biến của thị trường trong một vài phiên ở đây thì có vẻ nó cũng điều chỉnh tăng tới và rất có thể là sẽ có những cái phiên điều chỉnh bất ngờ. Khi cái tỷ trọng người cân bằng thì người sẽ cảm thấy nó bình thường và người cũng áp lực trong đấy, thậm chí người có thể vận dụng những cái cơ hội để mua thêm những cổ phiếu mạnh. Còn nếu chúng ta giữ một tỷ trọng cao quá, gặp những cái phiên thị trường nó giật mình, chúng ta bán đúng vào những và bị lỡ những cái cơ hội lớn hơn. Giá dù vẫn duy trì quan điểm tích cực của thị trường thôi, nhưng mà mình nên thận trọng và mình nên nên ưu tiên tái cơ cấu danh mục theo hướng là nếu mà đã bán ra nhiều thì đi mua vào ít. Tự anh chị bán ra 1 tỷ thì nên mua vào 500 triệu. Danh mục anh chị có 10 tỷ bán ra khoảng 3 tỷ thì còn thêm 1 tỷ vào mới đó. Là mình nâng được tỷ trọng tiền mặt lên. Tiếp dành thời gian cho các câu hỏi của anh chị. Xin cảm ơn cái chia sẻ của anh Du về từ góc nhìn về thị trường. Thì anh có lưu ý là thị trường chúng ta vẫn đang trong một cái nhịp tăng khá là tích cực. Tuy nhiên thì anh chị cũng nên tập trung cái vào cái việc mà cơ cấu danh mục ở thời điểm hiện tại, khi mà thị trường có thể có những cái cú rơi bất giảm điều chỉnh bất ngờ ở thời điểm hiện tại. Trong đó chúng ta sẽ ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu đang trong cái nhịp tăng, giữ được cái đà tăng giá tốt ạ. Tiếp theo sẽ đến phần Q&A, phần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của anh. Hỏi về chiều mua vào của cổ phiếu HHV, Fecon và PLX ạ. Thì anh Du có thể chia sẻ một chút về ba cổ phiếu này không ạ? Anh Du anh. Anh Du bật mic lên ạ. Alo. Trong cái biểu trường hợp HHV trường hợp HHV thì diễn biến hai phiên qua thì nó rất là tốt và cổ phiếu vượt cái đỉnh của tháng 9. Thì cái Du cũng chưa update được thông tin chuyển sàn niêm yết của HHV, nhưng mà mình phần kỹ thuật mình thấy là rất tích cực. Và với trường hợp cổ phiếu này thì người chỉ đơn giản là đợi các phiên tới là người mua thôi. Bây giờ cái vùng kháng cự trước của HHV ở quanh mức 22.5 ấy, thì giờ nó vượt qua thì nó chỉ cần kê về 22.5-23 là mình vào thôi. Với lượng nó thấp thì càng tốt. Vì thường điều chỉnh ký test của lượng nó thấp, sau đấy xuống nó sẽ là tăng. Và hiện tại xuống đã là tăng rồi. Với những cổ phiếu này nó không có lịch sử giao dịch thì tốt nhất là mình mua xong mình cứ để mức chiêu stop và mình để lãi nó chạy thị trường và mình khi nào nó sụt lại 7% trong cái quá trình nó tăng thì chốt lời thôi. Nó rất khó để đo kỳ vọng này nên để chiêu stop và cái trường hợp này hoàn toàn có thể mạo hiểm được. Cổ phiếu thì nó cũng mới bắt đầu tăng giá vài phiên thôi và cái triển vọng chuyển sang niêm yết hay là những thông tin hỗ trợ đi sau nó vẫn còn, nó có thể có những tin tích cực nữa trong thời gian tới. Và đấy là một cái cổ phiếu đầu ngành trong trong ngành thi công xây lắp hạ tầng sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ đầu tư công. Và trường hợp của Fecon thì Tấn Du có trao đổi nhiều lần trên đây rồi, như trao đổi các cái lần trước thì Tấn Du vẫn duy trì quan điểm là nó sẽ về vùng đỉnh cũ vào 2017 ở vùng quanh mức 19.x. Thì Tấn Du nghĩ là người nên tiếp tục đợi để quan sát vùng đấy, còn mua mới thì mình nghĩ là không nên, tại vì hiện tại nó khá gần cái kháng cự rồi. Sau này nếu mà nó có cái thời gian tích lũy và nó vượt kháng cự thì cái tầm nhìn của cổ phiếu này nó sẽ khác, tức là lúc đấy nó sẽ là một cổ phiếu không cố định. Lúc đấy ta hoàn toàn có thể mua cho những cái vọng mới.
Còn hiện tại ngắn hạn khi mà đỉnh đã rất gần rồi thì rất là nên đợi một vài phiên tới nó phản ứng tại vùng đỉnh như nào, chúng ta quan sát thêm của những người đang còn nắm giữ thôi. Thì cổ phiếu này hôm trước có mấy anh chị hỏi có khuyên là nắm giữ đợi chị Mick để cân nhắc cái việc tốt lời hay giữ tiếp. Đấy cũng khá đơn giản là nếu người quan sát là người thấy là cổ phiếu có nhiều thời đầu tư công nó phăng phăng nó vượt đỉnh thì mình giữ tiếp thôi. Và trường hợp nếu con thì cái chạm đỉnh có trao đổi lại trên đây rồi nằm dưới đỉnh thì tốt nhất là nắm giữ đợi chị. Ít người kiếm tiền từ đó, tiền biến này mình không thích lắm. Còn nếu nhìn từ thời điểm anh thắm thì bắt đến giờ cổ phiếu nó còn rơi kinh nữa. Rơi về tận giá 2 và được rồi nó cũng hồi phục. Đấy, không bị đồn tóm trong một đợt mới. Mà những cổ phiếu này nếu nhìn theo cơ bản chắc chắn là không dám chết đinh đâu. Cái book value của nó chắc là còn khoảng 2-3 nghìn đâu. Không thực sự đáng để mạo hiểm lắm. Hiện tại thì cái định giá nó không hề rẻ những cổ phiếu này. Từ khi mọi người biết được những thông tin thâu tóm, người thâu tóm là ai và cái triển vọng phía sau của nó là gì thì tới dám tham gia những công vụ này thôi. Còn phần về mặt phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật thì không dám mạo hiểm những cơ hội này. PS là 300 đồng, rồi book value 1.800, định giá hiện đang trông giá thấp nhưng không rẻ đâu. 22 lần và book 4 lần ấy, nó cũng đắt hơn rất nhiều của sàn ấy. Và nó là một cái cơ hội rất là rủi ro nếu mình nhìn theo góc độ của lên sàn, nó là một trường hợp mà càng ngày càng đi xuống,
và những đợt đi lên nó toàn là sóng hồi, nó không phải là sóng uptrend. Nên trước đây thì các chúng ta khuyên là không nên, và nếu mà một người mạo hiểm theo kiểu là đầu tư rất là mạo hiểm thì nên tìm hiểu về cái thông tin ai đang người tóm và cái triển vọng phía sau người ta định làm gì, nếu mà người có những cái đấy tham gia còn không. Vâng ạ, xin cảm ơn anh. Ở đây có anh một khách, anh khách hàng có hỏi về xu hướng sắp tới của cổ phiếu ngân hàng bản Việt và thép tiến lên. Anh chia sẻ thêm một chút về hai cổ phiếu này được không ạ? Ngân hàng bản Việt thì có nhìn xu hướng ngắn hạn thì nó vẫn đang là xu hướng hồi phục thôi. Đỉnh của nó là đã được là từ tháng 6 giống như nhiều nhóm ngành ngân hàng khác. Nhưng mà nếu mà nhìn thì nó tích cực hơn một số của nhóm ngành ngân hàng khác vì nó tích xác đi lên trong vài tuần qua, nhưng mà lên khá là chậm. Và cái kháng cự của nó vẫn là ở cái vùng đỉnh cũ tháng 7, tháng 6, nằm vùng 24 và 28. Cái án dụng trường hợp này cũng hơi khó chết đinh đấy, tại vì cả ngành ngân hàng nó đang yếu ấy, mà cổ phiếu này không có cái câu chuyện nó nổi bật lắm. Kết quả kinh doanh thì thấy là nó cũng không thực sự tốt lắm đâu. Chất lượng tài sản thì chắc chắn là không tốt rồi. Ngân hàng thì thường huy động rất là cao, thường là cao nhất nhì trong tốt các cổ phiếu ngành ngân hàng. EPS năm nay 900 đồng luôn và ebook khoảng 18 lần, nó không được quá hấp dẫn. Những cổ phiếu như bản Việt banh này, từ khi có các thông tin liên quan đến phát hành thêm cho đối tác chiến lược, các dụng kích là nó sẽ có những cái cơ hội mới cho mọi người. Còn nếu thuần kỹ thuật thì không nên. Nếu mình xét trong một cảnh các phiếu tốt trong ngành ngân hàng nó không lên được, trừ khi những cổ phiếu nào nó phải bật thôi, giống như Tiên Phong banh được rồi, nó mới bắt đầu lên được và nó có những cái kiến mà người kiếm được tiền. Còn những cổ phiếu mà nó vẫn là hồi phục như này mà kết quả kinh doanh nó tệ, khó để kiếm được lợi nhuận. Bản Việt Banh với lại cổ phiếu nào Linh nhỉ? Thép tiến lên anh ạ. À, thép tiến lên này, thép tiến lên thì cá nhân nghĩ là không nên chết đinh lúc này nữa. Khi mình nhìn hầu hết các cổ phiếu ngành thép thì nó đang có dấu hiệu thoái trào. Trước đây những cổ phiếu ngành thép thì nó rất là tích cực so với lại cái triển vọng thị trường, nhất là hoa sen năm kim cũng thị trường lên thì nó đi lên mạnh hơn thị trường. Bây giờ mọi người thấy là trong thời gian khoảng một tháng qua thị trường đi lên thì các cổ phiếu này nó càng ngày càng đi xuống, tức là có ai đấy người ta đang hài lòng, người ta phân phối dần dần, người ta đã phân phối ngược với thị trường. Và nếu mà mình mua ở những cổ phiếu mà đang cả ngày đang đuối là một hai là đang ngược thị trường theo hướng rất tiêu cực như này, xác suất dính đỉnh hơi cao. Và nếu mà những cổ phiếu này sau này trở lên chắc là đang đi lên, và thị trường tiếp có khi nó còn rơi nhanh hơn nếu người ta phân phối xong. Những cổ phiếu này thường nó sẽ có những đợt hồi phục thôi. Những ai chặt thứ này mà chưa bán thì tôi nghĩ là canh những đợt hồi phục bán. Nhưng mà nhóm ngành và cái diễn biến của các cổ phiếu nó đã cho thấy cái dấu hiệu nó tăng rồi. Mua mới nó dường như không nên, vì nhiều người trong đây đang rất ức chế và muốn tháo chạy rồi. Mua mới chẳng có một cái điểm mua nào thì không nên. Nó xét được cả nhóm ngành nữa, rất là nên tránh. Trong chiến định thì muốn kiếm tiền thì người phải kiếm tiền là tăng giá, tức là phải phù thích chứ không phải phù suy. Và nếu một người cứ quyến luyến những cổ phiếu có cơ bản tốt chẳng hạn, hoặc là cái lịch sử tăng giá quá khứ nó tốt ấy, nhưng mà hiện tại nó không tăng giá thì rất dễ mất tiền. Mình phải đi theo cái dòng tiền thôi. Vâng ạ, xin cảm ơn anh. Ở đây có anh khách hàng có hỏi về cổ phiếu Kinh Bắc và Zimdep theo chiều nắm giữ. Thì Linh chia sẻ thêm một chút về hai cổ phiếu này. Thì Zimdep chúng ta thấy rằng là cổ phiếu Zimdep cũng như hai nhóm cổ phiếu ngành cảng biển trong một vài phiên dịch gần đây đều khá là tích cực. Trong đó trường hợp của VSC, cổ phiếu này cũng đã vượt đỉnh. Còn trường hợp của Zimdep và trường hợp của HAH là hai cái cổ phiếu mà đang giao dịch gần cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó. Về Zimdep thì phiên ngày hôm qua là cái phiên mà cổ phiếu đã vượt được cái vùng đỉnh. Tuy nhiên thì cái phiên vượt này cũng khối lượng cũng khá tốt. Tuy nhiên thì cái mức độ tăng giá của cổ phiếu này thì khoảng cũng chưa được thực sự được tích cực cho lắm. Và phiên ngày hôm nay là cái phiên mà cổ phiếu điều chỉnh nhẹ trở lại sau cái phiên tăng ngày hôm qua. Thì rõ ràng ở cái chiều vị thế nắm giữ cổ phiếu Zimdep thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để chúng ta nắm giữ, khi mà thứ nhất là cái xu hướng tăng của cổ phiếu này vẫn còn nguyên, và cái thứ hai là cái diễn biến của nhóm ngành cảng biển logistics vẫn đang rất tích cực ở thời điểm hiện tại. Còn về cổ phiếu Kinh Bắc thì Kinh Bắc sau một cái phiên giảm ngày 3 tháng 11 giảm theo thị trường chung thì năm phiên giao dịch gần đây cổ phiếu đang hồi phục trở lại. Và với cái diễn biến của Kinh Bắc cũng thế, thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu đã vượt được cái đỉnh quan trọng quanh vùng giá 46 47
và bây giờ nó sẽ thành cái vùng hỗ trợ mới của Kinh Bắc ở thời điểm hiện tại. Do đó thì cá nhân mình nghĩ rằng anh chị nếu đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ và chúng ta quan sát quanh cái vùng giá 52, chính là cái vùng mà trước đó chúng ta thấy hai phiên, một cái phiên bán mạnh khi mà cổ phiếu nó tăng lên vùng đó, để chúng ta quan sát xem cái diễn biến giá ở cái vùng 52 như thế nào để chúng ta quyết định là chúng ta có bán ra ngắn hạn hay chúng ta tiếp tục nắm giữ đối với cổ phiếu Kinh Bắc. Thì đó là cái chia sẻ của Linh về hai cổ phiếu Kinh Bắc và Zimdep. Ở đây có một anh khách hàng có hỏi thêm về triển vọng của nhóm ngành hàng không trong thời gian tới, cụ thể là cổ phiếu HVN và SAS. Anh Du có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? Trường hợp của các cổ phiếu ngành hàng không cái là nó rất là do, nhất là trường hợp của Vietnam Airlines, kết quả kinh doanh trong một năm qua rất là bết bát, và cái dữ là ngay cả cái trường hợp mà mở cửa 100% như trước đây thì để Vietnam Airlines có lợi nhuận trở lại và về hòa vốn, tức là về hết âm vốn, về mệnh giá thì cái dữ là rất là xa, triển vọng rất là xa. Nhưng mà theo cái số liệu tiêm vaccine thì đến thời điểm hiện tại thì lượng người tiêm hai mũi khoảng 3%, và cái lượng người tiêm một mũi thì tốt hơn, nhưng mà nếu mà tính các bên người ta dự phòng phải đến nhanh thì phải đến tháng 4 năm sau thì số lượng người tiêm hai mũi 7% chắc phải đến tháng 4 tháng 5 năm sau. Như thế để mở cửa ngành hàng không như trước đây, tức là nó hoạt động lại bình thường trở lại, thì chắc cái là phải đến cuối 2022 hoặc là nhanh thì 2022 không nhanh được. Còn trong thời gian tới thì sẽ có những cái đợt người ta mở cửa để thử nghiệm việc mà du lịch theo hộ chiếu xanh, người tiêm vaccine hai mũi. Cái thứ với ngành hàng không và đặc biệt là với trường hợp đã lỗ nặng như Vietnam Airlines lại còn rất nhiều thời gian. Hiện tại giá trị sổ sách còn 2.000 khoảng 10 lần P/E thì không tính rồi, thì lỗ chưa thấy cái xác suất quý nào để Vietnam Airlines lại thiệt. Là cái quá rủi ro, mà một người đầu tư cũng phải đợi cái biên an toàn và giá nó phải giảm thấp, rất là thấp nữa thì dám mạo hiểm được. Còn với cái giá này, cái định giá rất là cao này thì không biết bao giờ thì Vietnam Airlines về được mệnh giá mà có thể chia cái đồng cổ tức là trọng lượng. Cá dụng là sự rất khó để đưa ra cái quan điểm mua cổ phiếu này trong cái thời điểm có rất do như vậy. Không biết bao giờ cái triển vọng của ngành nó tích cực, thì ngay cả những nước như nước Anh người ta tiêm hai mũi thì khi mở cửa trở lại thì tỷ lệ người nhiễm nó còn cao hơn cái lúc mà chưa tiêm hai mũi. Cái thứ là ở Việt Nam cũng thế thôi, sẽ có những lần mà chúng ta tưởng chừng rằng mở cửa bình thường rồi và sẽ có chúng ta nhiễm nó cao đột biến, và lại có những cái biến nó tiêu cực hơn, ảnh hưởng đến dịch và sự gian cái dịch bệnh nó vẫn diễn biến rất là phức tạp và rất khó lường. Cơ hội thị trường đang rất là nhiều. Đấy, chúng ta không nên mạo hiểm một cơ hội. Nếu mà giả sử Việt Nam Airlines giờ đang dưới mệnh giá, có lẽ là cái việc đánh giá nó và mạo hiểm nó sẽ xứng đáng hơn. Còn hiện tại nó vẫn ở cái giá cao ngất ngưởng này so với giá cơ bản của nó, và cái triển vọng nó rất là mù mịt. Cái thứ nhất là không nên mạo hiểm. Thì ra trong một năm tới có khi lại có thêm một vài lần nữa phải xin nhà nước trợ. Mà với tình hình như thế này, gặp của những công ty dịch vụ sân bay nó đỡ hơn, vì thực ra là nó cũng không bị thiệt hại nhiều. Nó thiệt hại vì cái lượng khách nó và số chuyến bay nó giảm thôi, nhưng mà cái vận chuyển hàng hóa nó cũng đỡ hơn, ra công ty không bị lỗ, thậm chí nó vẫn có lãi nhưng mà nó giảm. Trường hợp này các chú thấy là thanh khoản nó thấp ấy, thì mình không phân tích thuật được đâu. Mọi người nên đọc báo cáo phân tích thì người đưa ra cái quan điểm để mà đầu tư thôi. Thanh khoản nó có 12.000 đồng tiền thôi, chép không trả lời được cái này thì cũng phạt được. Vâng ạ. Ở đây có một anh chị khách hàng có hỏi về nhóm cổ phiếu ngành thực phẩm đồ uống, cụ thể là cổ phiếu Nafood và GTN. Anh chia sẻ một chút đến hai cổ phiếu này không ạ? Nafood thì hôm trước có các anh chị có hỏi cho anh Dung là cổ này đánh giá cao đó. Nhất về mặt cơ bản cổ phiếu này không có sự tăng trưởng đấy, nó đột biến cả. Ngành nghề của nó thì bình thường thôi, trồng chanh leo và một số cây như gốc, rồi người ta cũng ép nước người ta bán đấy. Cái thứ đấy là trong vài năm qua doanh thu nó không được. Thứ hai là nhìn giao dịch của nó nhiều cái đợt thanh khoản rất là đều, thường là rất là thận trọng với những cổ phiếu mà có những cái thanh khoản nó đều như cái tăng này. Và cái diễn biến của nó cũng rất là bất thường, trong nhiều đợt nó giảm rất là sâu. Còn ngắn hạn thì nó đang là xu hướng tiêu cực,
nghĩa là với cổ phiếu nó vừa không có nhiều cái triển vọng về cơ bản, nó vừa ít niềm tin để chết đinh theo góc độ kỹ thuật và quan tâm ngành thực phẩm, thì có những trường hợp như Pan hay Lộc Trời hay là Tabaco thì nó sẽ là những cơ hội nhìn nó sáng hơn. Cổ phiếu lớn mà nó có cơ bản rõ rệt, có nhiều tổ chức tham gia, quả nó đủ tốt tham gia nó hay hơn, nó có uy tín hơn. Trường hợp của TN đó là trường hợp mà giảm khá tệ hại từ đầu năm 2021 đến nay, từ đầu 2021 đến nay là giảm. Còn đến những hướng ngắn hạn từ tháng 7 đến nay đó là xu hướng hồi phục tương đối tốt, nó đang ở trong xu hướng hồi phục. Nếu mình nhìn ngắn thì cảm giác nó là xuống tăng luôn, nếu mình rộng ra thì thấy nó vẫn là xu hướng hồi phục. Thế nên nói thì cái dùng như là cũng tương đối khoai, không phải sóng uptrend. Mình sẽ không thích lựa chọn những dạng này lắm, trừ khi là câu chuyện của nó quá nổi bật, nó đang là sóng hồi phục này thì nó tăng giảm nó thất thường đó, và nó có thể quay đầu rất là nhanh, và để kiếm được 10-20% rất là khó. Cái dùng là đây chưa đinh đâu, đã trong cùng ngành thực phẩm trường hợp nó đang sáng hơn và sóng nó mạnh hơn như Dabaco hay là Lộc Trời hay là Pan, nó nhìn nó sáng hơn nào. Mình nên tập trung những cổ này, và đặc biệt là Pan hay Dabaco nó đang sáng nhất trong có những cổ phiếu này, nó vừa thanh khoản tốt, vừa có tổ chức tham gia, xung lực tăng rất là mạnh. Chúng ta cứ tập trung ở nơi mà dòng tiền lớn chúng ta đang tập trung thôi, và chúng ta cố gắng tìm những cơ hội nó mới quá, không có trường rất khó lợi nhuận trong một ngắn hạn. Vâng ạ, một anh khách hàng có hỏi thêm về nhận định về cổ phiếu VCI và ORS ạ. Anh chia sẻ một chút về hai cổ phiếu trong nhóm chứng khoán này được không ạ? VCI nó giống trường hợp của BND thôi, vẫn là cổ phiếu thuộc tốt, dẫn dắt ngành chứng khoán. Thế mạnh của VCI là mảng IB, cả thị trường càng tốt, VCI càng đột biến lợi nhuận, tại vì người ta biện rất nhiều cái thương vụ MA, thương vụ thoái vốn hay những thương vụ mà IPO của các công ty lớn ấy. Hợp của visa nhìn mặt kỹ thuật thì chưa có gì để bán cả, để tiếp tục nắm giữ thôi. Phiếu này có kháng cự ở vùng 75, biết ngày xưa bé chắc là do nó chưa chịu tách đúng rồi. Còn bây giờ hiện tại nó không có kháng cự phía trước thì đơn giản là người cứ giữ và người để cái mức trailing stop là khi nào nó từ cái mức cao nhất nó lùi lại khoảng 8% mới chốt lời. Tức là đấy là cái nguyên tắc trading nó bán theo thị trường, mình không bán đỉnh, mình cứ để nó chạy và khi nào nó sụt 8% được mức cao nhất trong một vài phiên thì sẽ xuất hiện là rút lui, không nên đoán. Hiện tại nó rất là đẹp, nó giống như VD thôi, mà người càng giữ được lâu thì càng có nhiều lợi, càng đoán đỉnh mất hàng rất là nhanh. Nếu ORS thì hôm trước Dung trao đổi rồi, còn là trường hợp mà đã vượt đỉnh nó đi test tham gia được thì mua thôi, và nó giống như trường hợp VCI khi mua xong người cứ để chưa lên stop là nó sẽ tăng, không đỉnh phía trước đâu. Hiện tại chúng ta không có đỉnh và mình chấp nhận cái ngưỡng cắt lỗ khoảng 8% chẳng hạn, thì khi nó vẫn ngược lại cái vùng 30 này mà nó đạt khoảng 8% thì mình cứ lỗ thì mình cắt lỗ thôi, thế là mình chấp nhận cái rủi ro là 8%. Còn một cái biết lợi nhuận là mở rộng phía trước. Sao cổ phiếu này thì trong năm qua được ngân hàng Tiên Phong đang mua lại, người ta đang cơ cấu, thực ra là cái triển vọng nó đang rất là tốt, và cái mảng trái phiếu cái dung nhớ là trong quý 2 vừa qua không bay cũng đứng trong top 5 là về giao dịch trái phiếu. Phần trái phiếu nó là một cái triển vọng mới rất đích được. Cái dù thích những cổ phiếu đầu ngành như VD, VCI, nhưng mà người chọn thì được, thì chọn nó nhỏ hơn. Vâng ạ, ở đây có một anh chị khách hàng hỏi về cổ phiếu PTP, thì Linh chia sẻ một chút là cổ phiếu này gần như là không có thanh khoản, giao dịch gần như là không có thanh khoản, do đó thì về góc độ về mặt phân tích kỹ thuật, đối với những cổ phiếu mà không có tính thị trường thì thường thường phân tích kỹ thuật nó sẽ không có nhiều ý nghĩa, và những cổ phiếu này thì nó sẽ khó để chúng ta có thể kỳ vọng chúng ta phân tích được cổ phiếu này, do đó thì Linh Jeff sẽ không đưa ra quan điểm về cổ phiếu này ạ. Một chị khách hàng có hỏi về cổ phiếu OCB, thì anh Du thì chia sẻ một chút về cổ phiếu này được không ạ? OCB là trường hợp duy nhất trong nhóm ngành ngân hàng mà trung tâm tư vấn đầu tư đồng ý là đưa ra quan điểm cho khách hàng mua tại cái vị thế vượt đỉnh. Nhất là nó cũng hơn rất nhiều những ngành ngân hàng khác là không ở cái trạng thái mà đang nằm dưới đỉnh, và vì khi vượt đỉnh thì nó sẽ đem lại nhiều cái vọng một. Thì khi mua vùng quay 26.x thì cái dù là trung tâm tư vấn đầu tư có đưa ra vọng 2,
và diễn biến khoảng 2-3 phiên ở đây thì nó thực sự là cũng hơi tệ so với kỳ vọng, nhất là phiên hôm nay. Thì phiên qua thì vẫn là bình thường thôi, nhưng đến phiên hôm nay thì cái diễn biến nó giảm và cái thanh khoản nó cũng tương đối, nó không hề nhỏ nữa. Tức là đã bắt đầu những người bắt đầu mất niềm tin vào cổ phiếu. Cả dù như trường hợp của phiếu này trong 1-2 phiên tới mà nó vẫn không quyết liệt và tăng được vượt cái vùng 29, cái dung là phải lựa để chấp nhận rút ra thôi. Tại vì cái dung biết là đang cái triển vọng chung của nhóm ngành ngân hàng nó đang ảnh hưởng cổ phiếu như này. Có thể là những câu chuyện của OCB nó không quá nổi bật, cái phong banh thì tăng mạnh bằng việc rút ra là hoàn toàn bình thường. Nếu trong 1-2 phiên tới mà ngay cả phiên ngày mai nếu mức khối lượng thấp và nếu mức tăng lên 28 nó chứng lại, để cân nhắc việc thoát ra cổ phiếu này để tìm kiếm các cơ hội mới. Trong một thị trường uptrend này thì ra cái việc tăng chậm nó đã là có tội, còn cái việc mà nó đi ngang hoặc là nó có thể gây lỗ thì cái giúp là phải xem xét lại. Hiện tại thì tư vấn đầu tư trước mình thấy là lãi được 5%, hiện tại còn lại có 1% đấy. Với trường hợp như này thì trong một số tăng cá nhân mình đánh giá là hơi kém. Bây giờ mà không tăng được đến 10% là hơi tệ, có thể xem xét lại là cái chúng có thể cân nhắc việc phát ra được cái cơ hội mới trong cái ngày mai nếu mà nó hồi phục. Tại vì hiện thị trường rất nhiều cơ hội, và nếu mà bán xong thì nên đợi thị trường nó có những điều chỉnh, mua vài những cổ phiếu mạnh nó ở cái mức giá tốt hơn. Nếu mà mình bán xong mình quay sang mua đuổi những cổ phiếu đang tăng mạnh thì cái là cũng đủ rủi ro. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Ở đây có một anh chị khách hàng hỏi về cổ phiếu IVS mua vào tại thời điểm hiện tại. Thì cổ phiếu này Linh nhìn về kỹ thuật thì cổ phiếu đã tăng khá mạnh từ vùng giá 12 lên đến vùng giá hiện tại quanh giá 16.6. Do đó thì ngắn hạn ở cái cổ phiếu này chúng ta không có cái điểm mua vào đủ tốt ở thời điểm hiện tại nữa. Cổ phiếu này thanh khoản nó quá nhỏ nên ra là ra một người cũng có thể điều khiển rất dễ dàng. Thì cái việc phân tích nó cái dung không ý nghĩa đâu. Anh chị mà có số tiền 50 tỷ với những cổ phiếu này thì rất là dễ thôi. Thật ra là những việc phân tích thì nó không phản ánh đúng cầu cung của đám đông của thị trường. Nhưng một người quyết định một phân tích ở đâu thì tốt nhất là anh chị chọn những cổ phiếu khác để tham gia nào, thì phân tích còn nhỏ quá. Thanh khoản trung bình có khoảng 4-5 tỷ một phiên thôi. Không xin đáo là cổ phiếu này thì chất lượng kinh doanh không được tốt lắm trong ngành chứng khoán. Vâng ạ, ở đây thì có anh chị khách hàng có hỏi về cổ phiếu Hoa Sen Hòa Phát. Trong đó thì anh có hỏi về chiều có nên bán cổ phiếu Hoa Sen Hòa Phát thì hiện tại không? Anh có thể chia sẻ một chút được không ạ? Các quan điểm của Du thì từ mấy tuần nay mình đều nói với người với chiếc hợp của Hoa Sen đang thoát ra lâu rồi để mà tìm kiếm cơ hội mới. Khi cổ phiếu nó đã vào thoái trào, người rất khó để kiếm tiền từ nó, và càng giữ người sẽ càng mất tiền. Và chúng ta sẽ có cái cảm giác rất ức chế vì danh mục của người khác càng ngày càng tăng và cái danh mục của ta càng ngày càng giảm. Ta sẽ bị cái tâm lý là sợ bán thì nó lại vào những tăng mới, nhưng mà nếu mà cứ sợ để bạn nó cứ càng ngày càng giảm, chúng ta sẽ bị quấn theo nó xuống. Cái thứ là tốt nhất là nên lựa những thời điểm nó những trên hồi phục để quyết liệt mà mình bán ra thôi. Trong quá trình nó giảm thì thế là nó toàn có vẫn có những trên phục và những trên đấy thoát ra. Còn cái nhân du thì kể cả nó đã xác định xuống nó xấu rồi thì nó hồi phục bị bán. Mình cứ tư duy là mình bỏ 1 tỷ của cổ phiếu này thì càng ngày càng thấy tiền mình giảm, nhưng nếu 1 tỷ cầm phiếu khác thì nó đã tăng rất là nhiều rồi. Thì gần tư duy như thế thôi, cái việc chuyển đổi nó dễ dàng hơn. Cái Hòa Phát thì nó khó nghĩ hơn, trường hợp Hòa Phát thì nó không quá xấu và nó cũng vẫn là cái trường hợp mà đầu tư nó rất là hợp lý cho nhà đầu tư. Còn trong ngắn hạn thì nó xấu đó. Nếu mà nhìn diễn biến khoảng 3 tuần qua rất là thất vọng, là nó tăng được vài phiên thì nó sụt lại rất là nhiều phiên, và khối lượng nó vẫn là những phiên bán ra rất quyết liệt và mua vào khối lượng thấp để đỡ lại, có vẻ đỡ lại để bán nhiều hơn. Nhìn thế này thì trading rất là mệt mỏi. Có điểm một chút thì nếu mà một người trading ngắn hạn thì chấp nhận việc thoát ra để chọn cơ hội khác thôi. Đắt hay rẻ 1-2% nó không quá quan trọng đâu. Nếu người thoát sớm, người chọn những cơ hội mới nó tốt hơn thì đã một phiên người đã có thể lãi trở lại rồi. Còn mình ngồi đây khi là ngồi cả vài tháng khi hết sóng và cổ phiếu không tăng thì đấy là cái sự liên tiếp. Vâng ạ, cảm ơn anh Du về cho hai câu trả lời của cổ phiếu Hoa Sen Hòa Phát. Ở đây có một anh chị khách hàng hỏi thêm về chiều mua vào cổ phiếu PET. Anh chia sẻ một chút được không ạ?
Fed thì nó cũng kiểu là liên quan đến bán lẻ đúng không? Cái xu thế xuống nó vẫn là tốt, nếu mà từ năm ngoái nó xuống nó vẫn là tăng, nó vẫn rất là đẹp, còn ngắn hạn nó vẫn là tăng. Có điều nó không có điểm mua mới vì nó đã qua cái điểm mua tốt rồi. Thì nó phù hợp với những anh chị đang có tiếp tục nắm giữ thôi. Và giống như tôi nói là với những cổ phiếu nó không có đỉnh từ trước thì mình cứ để chưa lên stop là nó cứ tăng đi, bao nhiêu mình không biết, và khi nào nó lại 8 hoặc 10% là vì người chấp nhận là rút cái lãi về thôi. Còn mua mới vẫn là không nên, để vì hiện tại nó không kịp mua mới đó, và nó cũng tăng, nếu mà nhịp tăng gần đây nhất thì nó cũng tăng rất là miệt mài, nó cũng không bị dài đâu. Tăng gần đây nhất là tháng 9 giờ nó khởi động giá 24, bây giờ lên 32, nó tăng khoảng 3% rồi. Nó không kịp mua mới, tức là vừa bị nắm giữ thôi. Nhưng nên vâng ạ, cảm ơn anh Du. Ở đây có anh chị khách hàng hỏi về xu hướng tiếp theo của cổ phiếu Zin. Thì như nếu anh chị có tham gia cái buổi hôm trước thì chúng tôi cũng có trao đổi là các nhóm cổ phiếu liên quan đến xuất khẩu như là thủy sản, dệt may hay là gỗ là những nhóm mà cũng đang khá là tích cực. Cụ thể ở đây là Zin, thì Zin đã cũng đã nhìn về mặt xu hướng thì Zin đã vượt đỉnh lịch sử trong cái phiên giao dịch tuần trước, và phiên nay là phiên đã test lại cái vùng đỉnh và bật tăng trở lại. Xu hướng của cổ phiếu này vẫn rất tích cực trong 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 ngắn hạn, do đó thì anh chị hoàn toàn có thể tiếp tục ưu tiên nắm giữ cổ phiếu này. Thì đây là một cổ phiếu mà đang cho thấy một tín hiệu khỏe của cổ phiếu trong phiên giao dịch này. Một chị khách hàng có hỏi về tư vấn mua mới cổ phiếu BCM và thép Việt Nam ạ. Anh Du chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? BCM là trường hợp mà cái đất công nghiệp rất là tốt. Tôi có đọc báo cáo phân tích của một số chứng khoán thì cái định giá của BCM, một số bên định giá, một bên định giá 68, một bên định giá 71, giá dung nghĩ hoàn toàn hợp lý thôi. Các công ty con của BCM ví dụ như là BCE, BDC, IGC, kết quả kinh doanh năm nay rất là tốt. Thì quỹ đất của khu công nghiệp của BCM rất là lớn, tốt lớn nhất của thị trường. Nó có nhiều cái triển vọng thì sau, chẳng qua là cái cổ phiếu này nó không nhiều kết quả và đang có cái floating nó hơi thấp, lốt chỉ có khoảng 3-5% giao dịch trên thị trường thôi, còn đã được cổ đông lớn người ta giữ hết rồi. Trường hợp này nó có những liên quan thuế vốn thì nó sẽ được nó tăng giá mạnh mẽ hơn. Thì cổ đông lớn người ta vì ban dân tỉnh Dương nó giữ 95%, 5% trên thị trường. Khá giống với cái xác suất của phiếu này vượt cái vùng 60 trong tương lai nó là tương cao. Chẳng qua nó phải mất bao lâu tích thôi, còn cái chung là số ngắn ở trung hạn nó vẫn đang rất là tích cực, nhất là trong vài tháng gần đây nó vẫn chưa vượt cái đỉnh của 60 là cái đỉnh 3. Nó còn cái quan ngại là nó chưa phải sóng tăng mới đâu, nó vượt cái 60 chắc chắn nó sẽ bước vào một đỉnh tăng rất là mạnh. Cái dung những trường hợp này thì kể cả ngắn hạn hay là đầu tư trung hạn này nó xứng đáng, còn nếu có điều chỉnh thì vẫn có thể mua tiếp được, còn không phải quan ngại lắm đâu. Thì nếu mà nhìn trong vài tuần qua thì nó tăng rất là tốt, và hôm nay với một phiên điều chỉnh lên nó mức 3% mình nhìn nó to, nhưng mà nếu cái khối lượng nó lớn, mình đặt vào cái vị thế của những người mà đã mua vào trong cái thời gian vừa qua với số lượng lớn như này, đây không phải là phiên phân phối, nhưng mà phiên phân phối mà hôm nay là phiên giảm mạnh hơn nữa và khối lượng nó rất là đột biến, có thể cảm nhận là những người mua thời gian qua người ta bắt đầu chán nản, người ta muốn phân phối, người ta bán hết để người ta tìm cơ hội khác. Đây nó chỉ điều chỉnh nhất trong thời gian qua. Cái dung nó vẫn tiếp tục nắm giữ được với cái kỳ vọng ít nhất là 60 và có thể nó vượt được vùng 60 thì với những cân nhắc sau, nhưng mà tạm thời tháng cước 60 cứ đặt cái niềm tin ở đấy. Trong vài tuần qua nhiều phiếu nó cũng thế thôi, nó tăng một nhịp thì nó sẽ mất một hai phiên được. Nếu mà bán đi mà chọn những cổ phiếu khác, chúng ta chọn sang những cổ đang giảm giá, ta thường là sẽ rơi tình trạng bán bỏ tối thương, nhất là dưới cổ phiếu đang xuống tốt và nó đang có cái triển vọng cơ bản rất là tích cực, để mình yên tâm mình nắm giữ thôi. Bây giờ chọn được các cũng dễ lắm. Dạ, ngoài ra thêm cổ phiếu thép Việt Nam nữa, anh chia sẻ một chút thêm một cái thép nó đang yếu cả thì rất khó để mình kỳ vọng một cổ phiếu nhỏ trong này có diễn biến nó tích cực hơn ấy. Thì nếu mà nhìn hiện tại nó đang đỡ xấu những cái ngành thép khác thôi, mà nhìn để kỳ vọng nó tăng ngược sóng và nó mạnh mẽ thì từ khi nó có những chuyện gì đặc biệt liên quan đến đối tác chiến lược hoặc là M&A
thì nó mới tăng kiểu đấy được. Còn nếu không mà nó tăng thuần cho sóng thị trường thì nó phải thuận cho nhóm ngành một chút, và những cổ phiếu dẫn dắt của nhóm ngành nó phải đang tích cực hơn để được hưởng lợi. Cái tôi thấy là trường hợp này mà trong vòng vài tuần qua nó rất là tích cực hơn so với đám đăng ký mua xe hay Hòa Phát thôi. Nhưng mà những cái diễn biến hiện nay mà bắt đầu nó có thể mệt mỏi, và những người mà đã vọng hơi quá đà vào cổ phiếu và người ta cũng bắt đầu nhìn lại các cổ phiếu dẫn dắt của nhóm ngành. Phản ứng của hôm nay là phiên mà cái mức giảm gần 4% mà khối lượng nó cũng rất là nhỏ, tức là cao hơn bình khoảng 20%. Tức là nếu mà phiên mai nó thêm một phiên đỏ lượng như này thì chắc chắn là cho thấy là dòng tiền đang thoát ra, tại nó thoát ra có thể giữ tiếp được nếu mà chị đang có và mua mới chắc chắn là không nên vào những này. Nhưng bối cảnh cả ngày nó đang rất là đủ, còn đã có thể giữ. Và nếu mà phiên mai thì kia nó vỡ cái vùng khoảng quanh giá 19 có vẻ cân nhắc phát ra thôi, đấy nó sẽ confirm nó vỡ mất kênh tăng giá tháng 8-9 giờ cuối tháng 9. Còn tại vẫn giữ được và mua mới thì hiện tại thì chúng ta đang yếu trong ngắn hạn, và thứ hai là cái xu hướng của ngành rất là đủ. Vâng ạ, cảm ơn anh. Ở đây có một chị khách hàng có câu hỏi về cổ phiếu SRA và VGI. Thì SRA thì anh chị thấy rằng là cổ phiếu này trong lịch sử nó có những cái đợt biến động khá là mạnh, khá là lớn. Khi mà tăng giảm đều khá là thất thường. Do đó thì cá nhân Linh nghĩ là chúng ta nên hạn chế tham gia những cổ phiếu mà nó có những cái lịch sử biến động nó thất thường như thế, bởi vì nó khá là rủi ro cho những anh chị, đặc biệt là anh chị mới tham gia vào thị trường. Anh Du có thể chia sẻ thêm một chút về cổ phiếu VGI không ạ? Khách hàng hỏi thêm về cổ phiếu VGI ạ. Trường hợp của SRA thì cái Du đồng quan điểm với Linh là nó tăng tính cơ và nó không thị trường cơ bản. Mỹ trước đây nó làm ăn rất là lực cờ, người ta mua lại, người ta cũng có những cái thao tác tài chính, nó nhìn nó tích cực hơn, nhìn cái lịch sử rất là thảm, rất nhiều cổ phiếu thời gian gần đây lên xuống gần như trả hết. Không nên cố gắng đánh bạc trên những cái cơ hội nó mang tính quá liều lĩnh như thế đâu. Nên chọn những cơ hội nó có cơ bản support của người mua, người chiết định như nắm giữ sẽ yên tâm hơn. Thì là của VGI nó tiêu rất là tiềm năng đấy. VGI các năm trước thì VGI kinh doanh thua lỗ, nhưng mà trong vài năm trở lại đây cá nhân tôi thấy là kinh doanh rất là tốt. Thì đầu tư quốc tế Viettel, con của tập đoàn Viettel. Thế kết quả kinh doanh của nhiều năm trước thì nó làm ăn rất là thua lỗ, thì thực ra trường hợp của những VGI thì người ta phải mất cái thời gian để xây dựng các cái hạ tầng ở các cái thị trường nước ngoài. Nhưng mà trong vài năm gần đây thì bắt đầu là thấy VGI bắt đầu thu hoạch rồi. Trước đây VGI có mức lỗ rất là lớn, có những lúc lỗ đến hơn 10.000 tỷ. Mà nếu mà nhìn trong vòng 2 năm qua thì mình sẽ thấy là VGI đang thu tiền về, người ta đang đi giai đoạn thu hoạch rồi. Cái triển vọng của những cổ phiếu như VGI đã dùng rất là lớn và rất khó định giá theo góc độ đơn thuần là chỉ nhìn doanh thu với lại lợi nhuận trong ngắn hạn đó, hay là nhìn cái book value đó, nên nhìn theo cái lượng thuê bao của VGI phát triển được và cái thị phần của VGI ở các cái thị trường quốc tế để kỳ vọng cái triển vọng tương lai. Những cổ phiếu như VGI đã dùng là nó hoàn toàn có thể tạo ra những cái câu chuyện thần kỳ về lợi nhuận đột biến trong tương lai. Theo kết quả thứ năm thì trong 2 năm gần đây thì chúng tôi thấy là cái kết quả doanh thu cải thiện từ năm 2020 và năm 2021 thì trong 3 quý thấy nó đang tích cực trở lại. Trong 3 quý 2021 thì cũng lỗ mất quý 1. Thì nếu mà nhìn thuần thì cơ bản thì nó cũng không quá hấp dẫn, nhưng theo cái giá hiện tại nó gấp khoảng hơn 3 lần ebook này. Còn PS thì 9 tháng nó bị lỗ một chút. Cái triển vọng cổ phiếu này nhìn ngắn hạn thì nó tích cực, nếu mà nhìn từ tháng 8 đến giờ nó hồi phục. Còn nếu mà nhìn từ đầu năm đến giờ, nếu mà sóng dài hơn là trung hạn thì nó tích cực lắm. Nhìn từ khi lên sàn thì vẫn là xu hướng đi lên. Nếu mà dài hơn thì nó vẫn là trong một kênh giá đi lên, nó hơi chậm. Các cái đáy của năm 2020 cao hơn đáy 2021 cao hơn đáy của 2020 và đỉnh cũng thế. Thế là một người nhìn người thấy là sau này nó sẽ dập dình, nó sẽ càng ngày càng đi lên. Có thể sau này nó sẽ từ nay đến năm 2022 thì có thể nó sẽ tạo một đỉnh mới, nó vượt cái đỉnh của 2021. Còn ngắn hạn thì hơi khó một chút, tại vì nó đang nằm dưới đỉnh và nó cũng không cách xa đỉnh nhiều. Cái kỳ vọng của đỉnh ngay trong 1 phút này cái thứ là tương đối thấp,
cái công ty liên quan đến đây cái gì mình hay thấy nó chạy thông hành CTR đợt này diễn biến của công trình Viettel nó cũng bắt đầu đuối rồi, mọi người thấy là trong hai phiên gần nhất thì nó vỡ mất cái kênh giá ngắn hạn rồi và trung hạn nó bắt đầu nó yếu rồi, tức là những cổ phiếu nó có liên quan đến nhau là, và trường hợp của CTR nó yếu nó sẽ không support được cho cái đà tăng. Đã đúng là trường hợp này thì nếu mua mới thì không nên, còn nếu đang cầm thì có lẽ quan sát để mà mình tạm thoát ra một thời gian thôi. Thì cổ phiếu này ở upcom ấy và nó cũng nặng tính cơ đó, là cái du thì cũng từng trading cổ phiếu này cũng nhiều lần và mình đợt này mình cũng không tham gia vì thấy cái sóng tăng rất là nhiều, nhịp trước mình rất là thích thì sóng tăng rất là nhỏ. Cái diễn biến của nó mọi người thấy là khi nó lên nó xuống rất là phũ, nên mà nếu mà chúng ta nhận thấy cái xuống nó yếu mà thoát ra sớm lúc nó rơi rất là nhanh, chỉ 2-3 phiên thôi mất vài 30%. Cái dung lũy thời điểm hiện tại nó không hợp để mua mới đâu, không có thì nhắc thì thoát ra được. Hiện nay nó hơi chớm vỡ hướng đỉnh tháng 7 đến giờ rồi, bây giờ nó được cái nó cũng quá lớn để xác nhận nó, mà phải quan sát thì tới nghĩa là cái thiên hướng rủi ro của nó đang cao hơn là cái cơ hội thực hiện nó. Vâng ạ, cảm ơn anh Du. Ở đây có anh chị khách hàng hỏi về cổ phiếu SD9, thì Linh chia sẻ một chút là cổ phiếu này dòng sông Đà, SD9, SDA vừa rồi tăng khá là mạnh trong cái thời gian vừa qua. Và tất nhiên cổ phiếu này nếu anh chị đang nắm giữ thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ, còn nếu chúng ta mua mới những cổ phiếu này thì hiện tại thì chúng ta tuyệt đối hạn chế, bởi vì rủi ro rất lớn khi chúng ta tham gia những cổ phiếu mà đã tăng khá là nóng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những cổ phiếu mà nó không có yếu tố cơ bản để support cho những cái đà tăng của cổ phiếu nữa. Ở đây thì có anh chị khách hàng hỏi thêm về nhóm cổ phiếu bảo hiểm ạ. Thì anh Du có thể chia sẻ một chút về nhóm này không ạ? Bảo hiểm thì cái trường hợp của BVH thì nó vẫn đi lên thôi, nhưng mà nó đi lên chậm, nó vẫn là zig zag và chắc là phải đợi cái thông tin khi nào SEC người ta quyết liệt ra ngày thứ 4, người ta còn đến khoảng 3-4%, nó sẽ có một chút lực đi lên, mà mình vẫn đặt một cái kỳ vọng của nó lên được vùng 70 từ đây cuối tháng 12 thôi, vẫn phù hợp với những ai đang có nắm giữ thôi. Còn mua mới đang dùng nó không nên, với cái vùng giá hiện tại từ 65-70 nó chỉ 8% thôi, thì nó không xứng đáng để mình chiên đinh cho một kỳ vọng quá mỏng. Nó phù hợp với ai đang có nắm giữ thôi, tại vì bây giờ bán đi nếu mà không chọn hội mới thì mình tiếp được. Sao xu hướng đang là tích cực, nó nhìn tháng 7 giờ xu hướng nó đang chậm rãi đi lên rất là tốt. Còn những trường hợp mà tích cực hơn như BMI thì nó đẹp hơn hẳn. Nó là tăng rồi, và xu hướng hồi phục là trường hợp của BVH. Xu hướng nó tính từ 2020 giờ nó là tăng rất là đẹp, và nó chỉ còn cái đỉnh cũ ở vùng khoảng 55-56 2007. Cái dung nghĩa nó sẽ tiến về vùng đấy thôi, đã đang ở vùng 45 này, cuối năm cái xác suất cao nó sẽ tiến dần lên vùng đấy. Cổ phiếu này thực ra là mua mới thì vẫn được, và mọi người nên lựa những điều chỉnh mình mua thôi. Cổ phiếu này trong một năm qua là mấy năm qua rất là tích cực, tại nó hơi bị qua mấy cái điểm mua rồi. Điểm mua gần nhất thì nó sẽ là trên 25 tháng 10, đó là phiên breakout sau quá trình tích lũy, giờ mua đuổi được cái rủi ro mình cũng phải chấp nhận nó cao hơn một chút, nên lựa những cái điều chỉnh để mua thôi. Và mình cảm thấy cái xác suất nó tiến về cùng 55 này nó tương đối cao, thực ra nó cách không quá xa đâu, và nó khối cảm nó trước mặt nó cảm lớn hết rồi, và nó mang tính tâm lý đó. Cổ phiếu này thì cũng vẫn trong cái độ thoái vốn ấy, đó là những thông tin thoái vốn từ đây cũng đang chắc là nó sẽ tiếp quyết liệt, thì nó sẽ có những thoái vốn thì nó sẽ thúc đẩy chúng tăng. Nhưng mà IG cũng rất là tích cực, nhưng mà nó không phải là trường hợp mua nữa, rất khó để mua được, rất bền bỉ này từ suốt tháng 7 bây giờ mua vào rất là khó nghĩ, nó qua mới không mua lâu rồi. Chọn phiếu bảo hiểm bây giờ mua rất là khó. Thật của PPI nó của cái đầu tư hay PPI rất là tốt, nhưng mà của cái đầu tư nó không khó. Còn trường hợp như của BVH thì nó phù hợp với chiến lược nhất, nhưng mà thứ này thường nước ngoài người ta mua mạnh thì nó sẽ lên tốt hơn, còn nước ngoài nó không mua thì cái động lực lên nó yếu. Trước đây thì thường khi nào nước ngoài mua mạnh thì BVH lên rất là nhỏ, trong tăng giá 100 2017 rất là mạnh và tăng rất là nóng, giá 4x lên giá 100 hơn 100 nó kết thúc nhịp sóng. Cái đợt này có lẽ chỉ chọn một cổ phiếu thôi, giá dù là tiếp tục mới thì khó chọn một cái bảo hiểm này. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Du. Thì do cái thời lượng của chương trình cũng có hạn, thì
Linh xin phép được kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây ạ. Và nếu anh chị mà chưa nhận được cái câu trả lời các chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay thì anh chị có thể để lại cái câu hỏi của mình trong cái đường link mà Linh vừa gửi trong phần chat, thì các chuyên gia của Trung tâm Tư vấn Đầu tư sẽ hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của anh chị ạ. Cảm ơn anh Du đã dành thời gian để chia sẻ cùng với các chị khách hàng trong chương trình ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn anh chị khách hàng đã dành thời gian theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại anh chị khách hàng trong các chương trình lần tới ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các chị khách hàng, những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct, và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.